Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại liên lạc bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 12 năm 2019. Thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều mặt hàng kg và những cái mặt hàng lan thuần, những cây đai châu rất là xinh để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn đấy ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp nhé. Sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em có ạ. Trước tiên là dòng lan dáng hương tam bảo sắc, hàng là xếp rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg, 150.000 1 kg nhé cô chú anh chị. Và nhất điểm hồng, hàng đã thoát hết ngọn và rất là khỏe cây, chuẩn bị mùa hoa xuân rực rỡ, với giá có 110.000 1 kg thôi. Dáng hương đuôi cáo, hàng vừa cập bến khai thác rừng trong ngày luôn cô chú anh chị, này tươi rói rói luôn. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Hàng này thì rơi vào trên 10 cây cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Những cây cáo rất là xinh. Bên này đây là những cây quế tím ạ. Quế tím thì với giá là 140.000 cho 1 kg. Hàng khai thác trực tiếp từ rừng nên là nó cũng sẽ không được đẹp trọn vẹn hết đâu cô chú anh chị nhá. Đó, cũng có sự sứt mẻ một tí xíu. Còn đây là kèn tím. Kèn tím 100% thân tơ, một nửa kg rơi vào khoảng tầm mười mấy 20 thân tơ, với giá 650.000 cho 1 kg. Long tu xuân ạ. Mùa ghép tuyệt vời của long tu xuân đây. Em bán với giá long tu xuân nhá, với giá là 220.000 cho 1 kg. Còn đây là dòng lan long tu đá hoa tím nhé cô chú chị. Long tu đá hoa tím ạ, hoa rất là đẹp luôn, cánh sáp bóng màu tím rất là đẹp. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và đây là thành hộc tía, một loại lan, một vị thuốc rất là quý trong sân vườn. Ngoài cái chơi lan thì cô chú anh chị còn có thể nó là một cái loại thuốc rất là quý, cô chú anh chị có thể lên Google để biết thêm cái tác dụng về dược liệu của nó, vô cùng tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 280.000 cho 1 kg, hàng thắt hết ngọn rồi, dề và hàng dề và rất là dài cây đẹp như vậy. Còn đây là hoàng thảo trầm vàng, một dòng hoa rất là độc đáo, ra hoa từ những cái thân, những cái mầm tơ bắt đầu mới lên này, tức là từ những mầm tơ đang độ phát triển nó đã cho hoa rồi cô chú anh chị nhé. Đây ạ, những mầm tơ hiện tại đang lên, đây là thời điểm tuyệt vời cô chú anh chị về chăm sóc những mầm tơ này để sang xuân mình có giò lan đẹp. Giá chỉ có 160.000 thôi cô chú anh chị nhé, 160.000 cho 1 kg thôi. Đó, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cho mình một cái giò lan, một loại lan gọi là độc đáo ạ. Và hàng này thì em nói trước là đây, những cái thân của nó mặc dù là nó vẫn có sự sống, vẫn lên mầm tơ nhưng mà nó vẫn bị tóp thân như thế này cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Đây ạ. À, cô chú anh chị xem này, phần trên này thì vàng vàng như vậy nhưng cô chú anh chị tách ra thoải mái phần gốc của nó, những mắt đốt ngủ ở gốc nó vẫn cho mầm tơ nhá. Còn bên này là cái hàng lụa vàng. Lụa vàng với giá 240.000 cho 1 kg, một dòng hoa rất là bền. Còn đây là hoàng thảo trúc Phật Bà, hàng đang nụ, một cái dòng lan mà mang tính tâm linh, đang nụ hoa cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Nhưng mà kèm theo một thân tơ, bao giờ cũng có vài thân già kèm theo ạ. Hàng đang nụ chuẩn Tết cho cô chú anh chị. Với giá là 420.000 cho 1 kg. 420.000 cho 1 kg. Hàng này thì cô chú anh chị về cứ thưởng thức cái mùi hương từ thân không, chưa thưởng thức mùi hoa thì đã cảm thấy rất là sảng khoái rồi cô chú anh chị nhé. Dòng hàng này nó mang tính tâm linh, đó chính là sự an lành, sự may mắn. Đấy, tất cả đều đang nụ ạ. Rất là thích luôn. Ngửi cái mùi hương này thì từ thân này thì em cảm thấy rất là sảng khoái luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, mầm gốc thì đang lên, hàng thì đang nụ nhá cô chú anh chị. Rất là chuẩn để cô chú anh chị có thể chơi hoa và chăm mầm đấy ạ. Còn bên này thì em sẽ có một số cái mặt hàng em bán thanh lý nhá. Trước tiên là đùi gà dẹt này. Một phần đùi gà dẹt, có hai phần đùi gà dẹt thôi ạ. Mỗi phần đùi gà dẹt rất là đẹp như thế này, em bán với giá 80.000. Và duy nhất cái một phần hoàng thảo nghệ tâm này, hàng vừa về, hàng đang chuẩn bị nụ rồi. Chỗ này cô chú anh chị ghép một giò xinh luôn nhé, 50.000 cho chỗ này, nghệ tâm này. Còn bên này là cái chỗ hoàng phi hạc, hàng rụng lá,
xuống lá của chú anh chị nhá. Nhìn thì rất là chán luôn. Đó, nhìn rất là chán luôn, hàng mùa này thực sự cái hàng hoàng thảo rất là chán luôn cô chú anh chị nhá. Chỗ này 50.000 cho cô chú anh chị về ghép chơi ạ. Còn bên này là những cái vôi này thì cô chú anh chị nhìn cho em này, rất nhiều thân tơ luôn, nhưng mà nó bị tách khỏi thân già, toàn thân tơ này, bị tách khỏi thân già như thế này. Này về cô chú anh chị ngắm hoa thì thôi rồi. Đó. Nhưng mà ghép hơi khó cô chú anh chị nhá. Đảm bảo sống nhá cô chú anh chị. Và bên này là bạch nhạn nữa này. Bạch nhạn này. Mấy phần bạch nhạn rất nhiều cây, phải trên 10 cây bạch nhạn nhá cô chú anh chị. Đấy, chỗ này em bán thanh lý với giá 80.000 toàn bộ cả lô vôi. Lô vôi và cái cây bạch nhạn này nữa 80.000 thôi. Đấy. Còn bên này là hoàng thảo Trần Tuấn. Hoàng thảo Trần Tuấn là hàng hiện tại là bây giờ đang có nụ rồi cô chú anh chị này. Đây ạ. Sưng hai mắt nụ luôn này. Mỗi một phần Trần Tuấn như thế này đủ cô chú anh chị ghép một giò Trần Tuấn đẹp nhá. 300.000 cho một phần Trần Tuấn này. Đó, 300.000 rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Thân căng mướt rất là đẹp luôn. Dạ, một phần Trần Tuấn như vậy 300.000. Còn đây là những cái phần hoàng thảo vôi Bắc. Hoàng thảo vôi Bắc này thì thân hoa rất là tím luôn cô chú anh chị nhá, hoa cực kỳ là tím ạ. Những cái phần vôi Bắc như thế này thì bình thường hàng đẹp ấy ạ, em bán 250.000 cho 1 kg cơ. Mà hàng này hôm nay em thanh lý rồi ạ, mỗi một phần vôi như vậy, mỗi một phần vôi thì em bán với giá là 100 với giá có 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. 80.000 thôi cô chú anh chị sẽ có thể có một cái giò sang xuân, sẽ có một giò vôi rất là đẹp nhá. Tức là hàng này cô chú anh chị lấy về làm giống thôi ạ. Còn bên này là dòng hoa mang tính phong thủy. Đó là sự tài lộc, sự an lành và cái sự thịnh vượng. Cái dòng hoa này là hoa thẻ bài may mắn của chú anh chị nhá. Một số nơi người ta gọi là lệnh bài đấy ạ, hoa lệnh bài đấy ạ. Một chậu như vậy độ bền trên 2 tháng và em bán với giá là 80.000 cho một chậu thẻ bài may mắn này cô chú anh chị nhá. Sang bên này là những cái chậu sơn thủy tiên rất là đẹp luôn. Đây. Một chậu sơn thủy tiên rất đẹp, nhiều giả hành như vậy với giá 250.000 cô chú anh chị này. 250.000 cho một chậu sơn thủy tiên quá đẹp. Rất là đẹp luôn. Còn bên này đây là dòng lan nữ hoàng của các loài hoa đây ạ. Dòng lan cát lai a của chú anh chị nhé. Hàng đang nụ đang hoa rất nhiều màu sắc đẹp. Đây ạ. Sắc vàng cũng rất là tuyệt vời. Hương thơm thì cực kỳ là quyến rũ. Hoa bền lắm của chú anh chị nhé. Bông hoa rất là to luôn. Nhiều sắc đẹp. Và hàng hiện tại thì nhiều cây là đang nụ này cô chú anh chị này. Nhiều cây đang mèo nụ như thế này. Và những cái cây hàng đang nụ nhá, những cái chậu cát đang nụ như vậy ạ. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu cát đang nụ hoặc là đang hoa của chú anh chị nhé. Bình thường là những cái chậu cát mà đang hoa đang nụ này thì em thấy là trước đây em từng bán đều trên 200.000 cho chú anh chị ạ. Uống trà mà thưởng thức cái dòng hoa cát này thì thôi rồi, đúng thực sự luôn là đế vương ạ. Còn bên này là cái dòng lan ở vũ nữ cá mập, hàng mỗi một chậu như vậy đều hai cái vòi nụ trở lên để cô chú anh chị chơi hoa Tết, hương thơm thì vô đối luôn. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu vũ nữ cá mập này. Đấy, hoa màu sắc tím của chú anh chị nhé. Bền, lâu tàn trên 2 tháng nhé. Và hương thì rất là thơm. Còn bên này là chậu địa lan Sato. Rất là to, đẹp luôn. Hàng hiện tại đang hoa và đang nụ này. Độ bền cũng trên 2 tháng Sato ạ. Rất là đẹp nhé. Một chậu trên 4 mầm hoa, 4 tay hoa. Em bán với giá là trên 4 tay hoa nhé cô chú anh chị. Cần hoa thì rất là to, đẹp luôn. Chậu Sato như vậy thì em bán với giá là 450.000. Hàng này thì riêng hàng này mà Tết thì không rơi dưới, riêng giá sỉ không nhập được với giá 450.000 luôn cô chú anh chị ạ. Ở bên này thì em có mấy cây đào thất thốn nhá. Như cây đào thất thốn này rất là xinh luôn cô chú anh chị này. Màu hoa kép, màu sắc cực đẹp luôn. Em bán với giá một cây đào như vậy với giá là 120.000 nhá cô chú anh chị. 120.000 cho một cây đào. Bên này đây sẽ là rất là nhiều cái phần đai châu. Đai châu ạ. Em xin được giới thiệu từ hình đầu tiên trở đi, hình số 1. Hình số 1 ba cây đai châu cực đẹp luôn, lá mít cực đẹp luôn. Với giá 350.000 cô chú anh chị nhá. Ba cây châu mít này. 350.000. Hình số 2 cũng với giá 350.000 với hai cây châu rất là to. Đây. Hình số 3 với giá 240 có ba cây châu nhá cô chú anh chị.
3 cây sâu như vậy với giá 240 ạ. Hình tiếp theo, hình số 4. Hình số 4, 4 cây sâu như vậy. 4 cây sâu rất là xinh, đều đang nụ nhé quý chị. Đang nụ hết ạ. Với giá có 270.000 thôi, 4 cây sâu. Đó, 4 cây sâu, 270. Tiếp theo là hình số 5, 240. 240, 3 cây sâu. Thì số 1, số 2, số 3. Hình số 6. 6. 3 cây châu rất là đẹp luôn. 3 cây châu bản lá to đẹp như vậy. Hình này em bán với giá lá mít đẹp nhé cô chú anh chị, 350.000 cho 3 cây châu này. Đấy ạ, hàng đang nụ đấy ạ. Đấy ạ, 3 cây châu lá mít đẹp, 350.000. Hình số 7 với giá 300.000, 3 cây châu. Đấy ạ, 3 cây châu lá mít đẹp nhé cô chú anh chị, 300.000 cho 3 cây châu này. Hình số 8. Hình số 8 này với giá 260 thôi, 3 cây châu nhé cô chú chị. Cây số 1 này, 2 này và 3 đây ạ. Hình số 9, 320, 3 cây châu đẹp tuyệt vời luôn, 320. Đây, 320, 3 cây châu. Hình số 10, hình số 10, 280, 3 cây châu đẹp. Cây số 1 này, số 2 đây và số 3 đây ạ. Hình số 11 với giá là 490.000, hai cây châu cực khủng luôn. Hai cây châu rất là khủng, 490. Hình số 12 với giá 520 cũng là hai cây châu khủng nhá. Hai cây châu khủng 520. Đây hai cây châu khủng này. Hình số 13 với giá 480. Hai cây châu đẹp. To đẹp như vậy, 480 ạ. À, cây này nó bị gập lá một tí nhá. Hình số 14 với giá 550.000, hai cây châu mỗi một cây đều từ 3 nụ trở lên. Ngắm thân không đã mê rồi cô chú anh chị này. 550 ạ. Hình số 15 với giá 500.000, cặp châu này. 500.000 cô chú anh chị nhìn cho em hai bên. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Hình số 16 420, 3 cây châu. Cây số 1 đây. Cây số 2 đây, rất là đẹp luôn. Quá đẹp cô chú anh chị này. Cây số 3 đây ạ. Đấy, hình này đẹp như vậy, 3 cây châu đẹp như vậy thì có giá có 420 đây nhá. Tiếp theo là hình số 17, cặp châu này. Với giá là 500.000, hai cây châu rất là to luôn. Nhiều cặp lá, bản lá của nó phải dài trên 30 cm, mặc dù nó là cái hàng lá ngắn nhá cô chú anh chị. Thế nên là cô chú anh chị biết là cái độ khủng của nó như nào. Hình số 18 với giá 540 ạ. 540 cho hai cây thô châu khủng này. Cái bản lá rất là dày luôn cô chú anh chị nhá. Hai cây châu to này với giá là 540. Hình số 19 giá 490, hai cây châu bản lá cực đẹp luôn. Đó, bản lá rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Hình số 20. Hình số 20 này. Hình này còn mọc quả cây con luôn cô chú anh chị nhá. Hình số 20 này bao nhiêu nhỉ? Hai cây châu rất là to đẹp này. Em bán với giá là 600.000. Có một cây mọc cả cây con luôn rồi. Đấy ạ. Rất là to luôn. Hình số 21 với giá 540. 540 ạ. Hình 21 này. Đây, cặp châu rất là to đẹp như vậy, 540. Bản lá cực to luôn ạ. Hình số 22 600.000. Sau 600.000 cho cặp châu này. Hình số 63, 3 cây châu liền nhé cô chú anh chị. Hình số 23, 3 cây châu đẹp như vậy này. 3 cây châu này với giá là 550.000, cây số 1 đây. Yeah. Cây số 2 này, cây số 2 này không có lỗi lá nhé, nó chỉ hơi tách một tí ở đây thôi. Đấy. Và cây số 3 đây ạ, vòi nụ vươn rất là khá là cao rồi. Đây, nó hơi gập một tí ở đây, 3 cây châu này với giá là 550.000 nhé. Hình tiếp theo là hình số 24 với giá là 330.000 thôi, có hai cây châu ạ. À. Hai cây châu này này. Với giá là 330.000 nhá. Hình số 25 450, hai cây châu này bản lá rất là to. Rất là to dày luôn cô chú anh chị ạ, nhưng mà nó lỗi ở đây một xíu này, cái này lỗi một xíu. Nhưng mà không phát hiện mấy cơ. Đây cây số 2 đây ạ. Cây số 2 này đây ạ, bản lá cũng rất là ngắn nhưng mà nó cũng bị sâu cắm vào đây một tí nhá. Sang bên này là những cái giò đen rỗ úc mắt đen nhé cô chú chị. Hoa chơi Tết ạ.
những nơi ấm áp chắc chắn là chuẩn hoa chay Tết luôn cô chú chị này. Giò đen rỗ Úc này này, hoa đẹp tuyệt vời luôn. Và đây là hàng thuần ở trong nước nhé cô chú chị, chứ không phải là dòng đen rô nhập ngoại về. Và cô chú anh chị xem nhiều buổi live, cô chú anh chị biết rồi, có những cái giò đen rô hàng chơi Tết người ta bán mỗi một thân có thể lên đến 200.000. 200.000 luôn cô chú anh chị nhé. Và đen rô Úc này thì cô chú anh chị hàng đen rô Úc mắt đen ạ, tìm hiểu trên thị trường hàng này rất là ít. Và nó là một cái dòng hàng phải nói là cái giá của nó rất là cao. Tuy nhiên thì ở đây em giao lưu cùng cô chú anh chị vì giá phải bao rẻ cho cô chú anh chị nhé. Hình 26, một giò đen rô Úc mắt đen này, sum xuê như vậy em bán với giá là 650.000. Hình tiếp theo là hình số 27, cũng 650.000. Hàng này thì một số cây là đang nứt nụ rồi cô chú anh chị nhé. Đang nứt nụ rồi ạ. Ở chỗ em thì chắc là không hoa Tết được, nhưng mà những cây nào nứt nụ thì có thể hoa Tết được, nhưng mà những cây nào chưa thì có thể là không. Mà cô chú anh chị về những nơi mà vào trong miền Nam, những cái nơi mà ấm thì chắc chắn là hàng này sẽ chuẩn Tết hết cô chú anh chị nhé. 27 650, 28 này 630 ạ. Rất là sum xuê luôn, mầm tơ, mầm già, sum xuê như vậy, 630. Hình tiếp theo, hình 29, 650 ạ. Sở hữu Tết mà cô chú anh chị sở hữu cái giò này thì hoa này mà nở thì thôi rồi. Hình tiếp theo, hình số 30, 650. Hình số 31, giá cũng 650. Hình số 32, cũng với giá 650. Hình số 33, với giá cũng 650 cô chú anh chị nhé. Hình số 34, cũng 650 ạ. 650 đây ạ. Hình tiếp theo, hình 65, với giá là 620, nhẹ nhàng nhất trong các hình. Đây, giò này nhìn như vậy có bao nhiêu thân tơ nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thân. 11 thân tơ luôn cô chú anh chị nhá. Nhưng mà nó hơi ngắn hơn. Và mầm đây ạ, rất nhiều mầm như vậy. Rồi ạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng. À đây, em vẫn còn có những cái giò đen rô, những cái giò kim điệp xuân nhé cô chú anh chị. Mỗi một giò như vậy ít nhất là 7-8 tay hoa. Mỗi một tay này sẽ ra vài chùm hoa nhé cô chú anh chị. Nhìn trơ trọi như vậy thôi, nhưng mà khi mà ra hoa thì những cái giò này đẹp đẹp thôi rồi đấy ạ. Mỗi một giò kim điệp xuân như vậy em bán 200.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm để cho mình có một giò kim điệp xuân màu vàng rực rỡ của nắng ấm đón xuân đón Tết đấy ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị thì cái mặt hàng hiện tại bên em có ạ, và mong